Nếu các bạn là một chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp nhỏ và các bạn là một người đang tìm kiếm một trong những cái chiếc xe để phục vụ với nhu cầu bán hàng lưu động, nó có thể gọi là một trong những cái xu thế ở trong tương lai, thì mời các bạn hãy xem qua video này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái xe đáp ứng được hoàn toàn tất cả các cái tiêu chí mà các bạn đang cần. Thứ nhất là mặt bằng, thứ hai là giấy phép đầy đủ để các bạn có thể lưu hành ở trên đường và bán hàng lưu động. Nó chính là cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một trong những cái chiếc xe bán hàng lưu động mà chúng tôi sắp sửa giao tới tay khách hàng. Thì cái sản phẩm này có thể gọi là một trong những cái sản phẩm xu thế của tương lai, khi mà mặt bằng chúng ta không có và chúng ta bắt buộc là phải tìm hướng đến những cái phương thức bán hàng khác. Đây có thể gọi là một cái ví dụ, đó chính là một chiếc xe bán hàng lưu động. Hiện nay cái sản phẩm Đông Ben T30 bán hàng lưu động này của nhà máy Đông Ben Việt Nam là chiếc xe duy nhất ở trên thị trường được cấp phép bán hàng lưu động. Nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này đi đến bất cứ đâu và có thể mở ra và bán hàng lưu động mà công an có hỏi đi chăng nữa thì các bạn cũng có giấy phép hoàn toàn và chúng ta không lo lắng gì về vấn đề về giấy phép. Ngay bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu qua về cái sản phẩm này. Trước tiên này, nó vẫn là một chiếc xe Đông Ben T30 có một cái bộ máy là 1.5 lít, công suất cực đại là 80 kW, có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 7 lít cho 100 km vận chuyển thôi. Vẫn là một chiếc xe nó rất quen thuộc với mình rồi, mình đã giới thiệu cái xe này rất nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua một chút về cái trang thiết bị ngoại thất và nội thất, và sau đó chúng ta sẽ đi kỹ hơn đến cái thùng đằng sau như thế kia. Trước tiên các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái sản phẩm này có một màu đỏ. Sau này thì mình sẽ đóng cái thùng lên và mình cũng sẽ dán đề can đỏ, vì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà khách hàng muốn sử dụng để bán pizza. Đấy, trước tiên các bạn nhìn thấy một cái màu đỏ rất là bắt mắt. Ở đây chúng ta có cái chứng chỉ khí thải Euro 4. Đây là cái điều kiện bắt buộc của xe, những cái xe từ năm 2018 trở lại đây. Ở đây có logo Đông Ben này. Chúng ta có một cái chữ 1.5 lít. Đây là cái ký hiệu của động cơ của sản phẩm này. Động cơ DOHC, dung tích là 1.5 lít, công suất là 80 kW, tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít cho 100 km thôi. Thì cái xe này thì mình sẽ không bàn đến nhiều về cái tiêu thụ nhiên liệu, cũng không bàn đến nhiều về cái sức mạnh, vì cái xe này chủ yếu là chúng ta đi rất ít và chúng ta chủ yếu là chúng ta đỗ một chỗ và chúng ta bán hàng đó. Chúng ta vẫn có cái cụm đèn pha bi xi lông to bản, tiết kiệm nhiên liệu, và chúng ta có hệ thống lọc gió như những chiếc xe BMW. Chúng ta có hệ thống đèn gầm, đèn sương mù rất là nổi bật, đây khe lấy gió, mọi thứ rất quen thuộc thôi. Mình mời các bạn vào trong cabin chúng ta xem qua. Ở cabin của cái sản phẩm này chúng ta sẽ có những cái trang thiết bị cơ bản. Thứ nhất là đây, các bạn mời các bạn vào đây các bạn xem. Chúng ta sẽ vẫn có những cái trang thiết bị cơ bản của nhà máy dành cho những chiếc xe. Cabin một nội thất nó rất giống những chiếc xe con. Chúng ta có điều hòa hai chiều, kính điện, khóa điện, FM radio. Chúng ta khóa điện đây, trợ lực lái điện, tất cả mọi thứ vẫn rất là đầy đủ và cơ bản rồi. Ghế của chúng ta thì ghế bằng lỉ nhưng mà nội thất rất là rộng rãi, phanh tay, hệ thống hộp số 5 số tiến và 1 số lùi, mọi thứ vẫn rất đầy đủ. Nói chung là mình sẽ không bàn nhiều đến về cái nội thất cũng như là về các trang thiết bị của xe này vì nó đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái quan trọng nhất của chiếc xe bán hàng lưu động, đó chính là khoang nội thất của thùng. Ở đây các bạn sẽ để ý có một cái chỗ phần da thò ra như này, thì ở đây bên mình thiết kế một cái tét nước. Thì tét nước các bạn có thể tùy chọn từ cái tét khoảng 60 lít cho đến 100 lít. Chúng ta sẽ dùng cái hệ thống nó tòi ra như thế này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường ống này, bên mình sẽ thiết kế một cái đường ống đi ngầm dưới này để chúng ta có thể xả ra. Đấy, thì với những yêu cầu cơ bản như là pizza thì bắt buộc họ phải dùng đến lavabo chậu rửa và cái hệ thống tét nước này để rửa cũng như là chế biến các thứ trên thùng. Đấy là cái cơ bản. Cái tiếp theo này chúng ta sẽ để ý này. Chúng ta sẽ có một cái thùng dài 2m9. Ngoài ra chúng ta có thể mở lóc lên như thế kia. Chúng ta có thể là thêm một cái diện tích ở đằng dưới này, chúng ta bày lên đây một cái bàn và chúng ta có thể là buôn bán ở dưới này, hoặc chúng ta có thể đứng dưới này để cho khách hàng có thể nhìn qua. Đấy, mọi thứ vẫn rất là tiện ích và rất là đầy đủ. Thì chúng ta sẽ có để được một cái tủ hoặc một cái nội thất gì đó mà chúng ta muốn. Và ở đây chúng ta có thể dán đề can lên vào một cái chiếc xe này. Sắp tới mà cái xe này nó hoàn chỉnh thì mình cũng sẽ là quay một cái video hoàn chỉnh hơn để cho các bạn xem. Vì cái chiếc xe này là pizza nên là bên mình chỉ thiết kế cho họ là mở cửa một cánh như này, bên kia là kín.
Đây thì mời các bạn qua đây, hệ thống cửa này các bạn có thể hất lên này. Thứ nhất là có thể che mưa che nắng cho các bạn. Thứ hai là chúng ta có thể đặt cái bàn ở đây để che mưa che nắng, chúng ta đứng đây bán hàng cũng được. Một không gian này rất là rộng để chúng ta có thể bán hàng và bày những cái gì mà chúng ta mong muốn ở đây. Ở phần sau này cho các bạn có thể nhìn qua, ở phần sau là chúng ta có một cái hệ thống đằng sau. Chúng ta sẽ có một cái chủ chân để bước lên này, vì cái xe này khá là cao, chúng ta sẽ bước lên và chúng ta có thể mở ra như này. Ở phần sau cái cửa này cũng sẽ mở hoàn toàn lên để chúng ta có thể cái không gian này chúng ta có thể không bị mưa đến này. Đấy thì nó rất tiện ích là như vậy. Và khi chúng ta bước lên thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở đây chúng mình có thiết kế một cái hệ thống quạt gió. Hệ thống quạt gió này thì cho phép là khách hàng có thể là chế biến bếp ở đây và những cái mùi này nó sẽ được hút ra ngoài. Ở phần trên này với những ai mà cao 1m8, 1m9 hoặc 2m thì các bạn thấy là vẫn đứng hoàn toàn thoải mái ở trong này. Thì với cái hệ thống cửa này là cửa hất lên. Và trên này bên mình sẽ làm một cái bạt gió ở đây. Đấy để khi mà người ta mở lên thì khách hàng đứng lên nó không vấn đề gì cả. Và mưa cũng không gặp vấn đề gì hết. Đây là chúng ta sẽ lấy một cái hệ thống này. Đây là một cái hệ thống mà khung để mình nắp mắc bạt này. Đây, khung mắc bạt các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ thấy này. Thế thì mọi thứ cái xe này bên mình không phải là làm xe đầu tiên mà bên mình làm rất nhiều xe rồi. Ở đây khách hàng muốn đặt một cái tủ mát, bên mình sẽ thiết kế một hệ thống điện, hệ thống 4 bóng đèn trần ở đây, hệ thống điện âm theo thùng này. Và khách hàng để được một cái tủ mát ở đây. Ở đây là họ bày bếp từ này, rồi là một cái hệ thống bàn ghế bằng inox, bàn ghế chất lượng cao bằng inox họ đặt ở đây. Họ chế biến ở đây, họ sẽ mang ra cái tủ ở đây họ bán. Đấy, mọi thứ ở đây thì nó rất là đầy đủ. Và cái sản phẩm này nó mang hơi hướng là cái sản phẩm cá nhân hóa nhiều hơn. Nên với những ai mà muốn yêu cầu báo giá về cái sản phẩm này thì mong các bạn có thể gọi qua số điện thoại của mình thì mình sẽ báo giá cụ thể được. Còn hiện tại cái sản phẩm này là cái sản phẩm cơ bản mà trong nó không có nội thất gì như này thì bên mình đang phân phối nó khoảng 275 triệu, đã bao gồm tất cả các chi phí lăn bánh. Còn nếu các bạn muốn làm thêm ví dụ như tét nước như mình vừa trao đổi này, lavabo chậu rửa, chúng ta làm hệ thống lọc nguồn điện này, hệ thống bàn ghế thì chúng ta sẽ phải tính tiền thêm. Thì nếu các bạn quan tâm sản phẩm này hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Chân thành cảm ơn.